Chào các bạn, đang yên vị trên baga sau của chiếc Rebel 500 này là một chiếc túi chống nước có tên gọi là BCP01 của hãng GV. Thì đây là một chiếc túi rất là hữu dụng để anh em dùng để dựng đồ đạc, quần áo khi mà đi chơi xa. Hôm nay mình sẽ trên tay nó để xem là nó có gì hay. Về mặt cấu tạo thiết kế thì cái chiếc túi này nó có cái dạng hình ống, thì chiều dài của nó là vào khoảng 58cm. Vật liệu làm cái chiếc túi này là nhựa PVC và polyester, cho nên là nó chống thấm rất là tốt. Ngoài ra thì cái lớp nhựa rất là dày và những cái đường chỉ cũng như là ép nhiệt á, nó rất là chắc chắn cho cảm giác hoàn thiện cao. Ở cái chiếc túi BCP01 này thì GV họ có thiết kế một cái tay nắm ở phía trên thế này, anh em có thể cầm hoặc là xách nó đi theo mình. Ngoài ra thì khi mua sẽ có kèm một sợi dây, anh em có thể móc vào cái đầu phía trên và cái đầu phía dưới này để đeo chéo, đeo một bên vai hoặc là đeo tràn qua đầu thế này. Nói chung là rất là tiện để anh em có thể là dễ dàng mang vác nó theo mình khi mà không để trên xe. Tiếp đến, như anh em thấy thì ở trên thân túi GV họ có làm những cái điểm khoen móc cố định bằng nhựa thế này để anh em có thể là luồn dây và rèn cái túi ở trên xe dễ dàng hơn. Và chi tiết khiến mình quyết định mua cái túi này là nó được bán kèm với hai sợi dây ràn, mỗi sợi dây sẽ có hai cái đồng móc, thì anh em có thể luồn qua những cái khóa nhựa ở đây và ràn lên chiếc xe rất là tiện. Ngoài ra thì GV họ cũng rất quan tâm đến vấn đề an toàn, cho nên là ở trên chiếc túi này họ có lắp hai cái mảng phản quang, thì mỗi bên một cái, thì anh em để theo chiều nào thì nó cũng sẽ có tác dụng là tăng khả năng nhận diện với những cái phương tiện mà đi phía sau anh em khi mà chạy xe trên đường. Kết hợp với vật liệu nhựa là một cái miệng túi dạng cuộn và có khóa dán như thế này. Khi mà anh em để đồ đạc vào xong á thì chỉ cần khóa cái miệng túi lại, cuộn vài vòng, sau đó là bấm cái chốt, thì đảm bảo rằng là bên trong túi cực kỳ kín và nước không thể nào lọt vào được. Bằng chứng là mình đã từng phải chạy dầm mưa cả ngày nhưng mà đồ đạc bên trong túi này vẫn rất là khô ráo. Sau cùng về khả năng chứa đồ thì với dung tích 40 lít á, mình nghĩ là cái túi GV BCP01 này hoàn toàn đủ để anh em có thể là sử dụng đi những cái tour dài. Chẳng hạn như mình mặc quần áo khá là hao, mỗi ngày một bộ, thì vẫn có thể sử dụng nó để đi một cái chuyến 6 ngày rất là thoải mái. Còn nếu như mà anh em mặc quần áo tiết kiệm hơn thì hoàn toàn có thể là dùng nó để đi những cái chuyến 10-15 ngày rất là dễ dàng. Nhìn chung thì với mức giá khoảng 1,3 triệu đồng, mình rất là hài lòng với những gì mà cái chiếc túi này mang lại. Nếu như mà anh em cần một cái túi lớn, có khả năng chống nước và sử dụng để đi chơi xa bằng xe máy thì có thể cân nhắc nó. Bây giờ xin chào và cảm ơn.